make him wanna sin. Every time I knock, he can never let me in. Must be homesick for the real. All the realest it gets. He probably still adore me with my hands around your neck. Do you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you that pleasure heaven. Đây. Và thực ra thì mình đã không có tính quay thêm cái phần nói chuyện như này mọi người đâu. Nhưng mà sau khi mà xem xong cái video này này thì mình đã cảm thấy rằng là nó gợi nhớ cho Mina cái thời Mina ở bên Úc. Và Mina rất là muốn vlog trở lại. Và Mina nghĩ rằng đây là một thời điểm rất là thích hợp để thông báo với mọi người là, và để cũng để chia sẻ mọi người biết về cái suy nghĩ của Mina dạo gần đây. Đó chính là dạo gần đây thì Mina đã cảm thấy rằng Mina rất là thiếu một điều gì đấy khi mà mình quay video hay là khi mà mình làm YouTube. Và cho tới thời điểm bây giờ, sau khi mà xem xong cái đoạn video và nghe cái bài nhạc, mà nếu như mọi người biết thì đây là một cái bài nhạc của Dua Lipa có tên là Harder Than Hell. Thì bởi vì đây là cái bản nhạc mình đang nghe rất là nhiều thời mà mình là du học sinh ở bên Úc, nên khi mà nghe xong, xem xong thì mình đã cảm thấy rằng là mình biết được là mình đang thiếu cái gì. Và qua video này mình cũng muốn chia sẻ mọi người luôn, Đó chính là mình đã cảm thấy rất là thiếu cái việc chia sẻ với mọi người, kết nối mọi người qua những câu chuyện, qua những cái suy nghĩ và quan điểm của Mina về cuộc sống và những chuyện diễn ra xung quanh Mina. Và khi ở bên Úc ấy, Mina đã cảm thấy rất là kết nối với mọi người, bởi vì Mina đã có một cái series vlog của mình. Trong cái series vlog đấy thì mỗi ngày Mina diễn ra như thế nào, trong cuộc sống Mina có gì thay đổi hay là Mina học được thêm cái gì mới. Mina muốn chia sẻ với mọi người thì Mina sẽ lấy cái iPhone của mình ra để quay thôi. Và hiện giờ Mina cũng đã đang quay trên iPhone của mình, và Mina cảm thấy rằng là mình cảm giác như mình được làm chính mình ấy. Cảm giác nó rất là hạnh phúc. Và Mina mong rằng là trong thời gian sắp tới Mina sẽ bắt đầu lại cái series vlog của mình. Đặc biệt là cái series này sẽ là một cái hành trình mới của Mina tại Việt Nam. Bởi vì trong thời gian qua, một năm qua thì Mina đã không vlog gì hết. Và thực sự là trong một năm vừa qua đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Những chuyện mới cũng có này, những chuyện vui cũng có, buồn cũng có, thành công cũng có, mà thất bại cũng có. Vì vậy là trong năm cuối năm 2008 và đầu năm 2019 sắp tới thì Mina hứa mọi người rằng là Mina sẽ chia sẻ nhiều hơn qua những cái video vlog của mình. Vì vậy mọi người hãy đón xem Mina nha. Và Mina rất là mong rằng mọi người sẽ vẫn còn ở đây và xem Mina nói cũng như là ủng hộ Mina trên con đường sắp tới. Bây giờ thì cũng đã là 9 giờ rồi, nên là Mina vẫn đang còn trang điểm rất là nhiều trên gương mặt của mình. Đấy, mọi người thấy không? Nên là Mina muốn nói mọi người rằng là Mina rất là yêu mọi người. Và mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Stay in touch. XO.